Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp đằng sau rất nhiệm màu. Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, con nay nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 722, kinh Diệu Pháp Thánh Niệm Xứ, quyển 6. Với tội không sợ hãi, người kia không trí tuệ, về sau khi mạng hết, khổ não luôn thiêu đốt khắp vòng trong cõi trời, đọa lạc này ai thấy, họ luôn thích tham dâm, không thể biết việc này. Dâm dục sinh dối trá, làm mê hoặc hữu tình, dẫn dắt xuống ba nẻo, như dây luôn trói buộc. Sinh diệt luôn như vậy, hữu tình cần tự lợi, nhu hòa thân khẩu ý, chớ để phiền não sinh. Và giữa các pháp cảnh, tất cả người tham dâm, ngu si tăng không nghĩ, bỗng chốc lửa dục đốt. Xa lìa những người thân, bạn bè, thiện tri thức, cốt nhục cùng quyến thuộc, khi chết đại khổ đến. Nó làm sao hết được, từ sinh đến khi chết, như núi bỗng sụp đổ, chốc lát không thể dừng. Sát na không còn gì, chỉ với nhất tiết trí, không tội, không luân hồi, rốt ráo khỏi nguồn khổ. Chư thiên luôn yêu thích, biển dục sâu không đáy, làm sao có được đủ, tâm tham ái tăng trưởng. Như lửa đổ thêm dầu, mất các thứ trang nghiêm, phá hoại nhân xuất thế, lưu chuyển trong bốn nẻo. Người bàn địa ngục quỷ, sinh tử mãi không dừng, qua lại như khuôn gốm, quần sinh rất ngu si, không rõ tánh phiền não. Nếu các hữu tình kia vĩnh viễn không tham ái, sẽ được nhân cao cả, giải thoát khỏi trói buộc. Người trí trừ phiền não, các bệnh khổ không hại, hàng phục mọi tham sân, mãi được đạo an vui, sinh tử không thể nhiễm, cạm bẫy không thể trói, trí tuệ dần tròn sáng. Biết tất cả các việc đối với lý niết bàn, khởi lên tâm vô tướng, xa lìa mọi trần cấu, rốt ráo đến bờ giác mọi cảnh khổ vui kia. Vắng lặng không có gì, nhập vào đại giải thoát, thường trụ nơi vắng lặng là khởi tâm từ bi, thương xót các hữu tình, chỉ khổ trí chân như. Xa lìa nơi cạm bẫy, giúp ý niệm nghi ngờ, trừ sạch sự tham ái, giải thoát nỗi khổ não, đạt được tuệ cao tột, hiểu tập tán không đó. Dù sống tám vạn kiếp, cũng lại bị vô thường, thường an trụ nơi đây, cõi trời mãi không mất, thấy ác sinh cõi thường, không suy nghĩ tội lỗi, ngu si không tìm cách, mãi cầu sự sướng vui. Ví như trong đống cát, tìm dầu làm gì có, nếu gây ra nghiệp tội, thường luôn bị túc ác. Cây khổ rễ tội sâu, tất cả ác sinh trưởng, ta nói chân như này, chắc là pháp phi pháp. Ý thiện khi tạo tội, sau lại không phiền não, lợi ích rộng vô biên, đạt đến bờ chân như. Nếu là ngu mê đối với lời Phật dạy không tin thọ, thì sau khi mạng hết thì chịu khổ não. Trải qua vô số năm, ngàn câu chi na do tha, một a một na, không được quả của trời người, còn bị lửa tội vô thường, nhất định thiêu đốt, bất tận ở kiếp này. Khi ấy Đức Cụ Đàm bảo, vì sao trời lại được trụ lâu? Ví dụ như bọt nước, cây chuối không có mảy may chân thật, là giả tạo, không thật, chẳng bền lâu. Nó cho rằng, cái vui này vĩnh viễn thì điều đó không bao giờ có. Lúc đó Đức Phật hỏi Thiên Chúng kia, các ông có biết nghĩa này không? Ý các trời vui mừng nhưng nghe được năm loại nhạc, được nhiều xuống vui, được năm công đức. Và lại nói, có phi cầm tên là Hy Hí, hay khéo nói pháp cho Thiên Chúng kia, liền nói bằng bài kệ: ái dục không nhàm chán, ý ham muốn không thôi, phát khởi tâm không đủ, chết như vậy không biết. Tất cả cõi chúng sinh, hình loại có nhiều thứ, lâu dài trong một lúc, không thể kịp có cách, mãi không được an vui, nhất định đọa luân hồi, luôn ở nơi địa ngục đời đời cũng như vậy. Nếu sự thật mà nói, cảnh giới của Đức Thích giàu có tốt đẹp đặc biệt khác với chư thiên, thì đối luân hồi này cũng không thể tránh khỏi nhất định của bị vô thường đó, biến khắp trên cõi trời, chưa có chỗ nào ví diệu mà có thể tránh khỏi vô thường, tất cả đều bị đọa lạc. Khi ấy có thiên đế tên là Kiều Thi Ca, thông hiệu pháp tướng, vì thiên phụ kia nói hạnh đa nhân và đủ các cái thứ tinh tấn mà các thiên chúng vẫn không tỉnh ngộ, ở có thể ưa tu tịnh hạnh, xa lìa tội nhơ, mặc sức ngu mê, tâm đắm chìm buông thả, đối với lời dạy đó là không thọ trì, sẽ bị luân hồi mãi mãi. Vì sao không hiểu? Vì các người ngu kia ưa tạo nhân ác đối với lời, đời sau sẽ bị các cái tội ác phá hoại. Phải biết ác nghiệp là những phiền não chướng trói buộc.
Lúc đó tỳ kheo nói kệ tụng: Nếu hành lợi tốt, khi dùng hòa cụ, ăn uống y phục được cấp cúng dường, phải biết trên dưới không vì riêng mình mà cầu phước lợi hoặc quán thân mình. Ai làm chủ tể mới gặp cảnh ác. Quan gia tạo tội lại cố lớn hiếp, khởi lên trong thật lìa tướng nhẫn nhục. Người trí xét kỹ đều không đau xót, tai nạn khổ não chỉ có hiện tại. Vật ấy không sạch tạo thân như vậy. Vả lại thân này sát na không trụ, mạnh mẽ cũng vậy, sao phá hoại thân. Chúng sinh say mê với của cải mình, không làm lợi ích tăng trưởng nghiệp tội. Chẳng vâng lời dạy không hành bố thí, nhớ hết thảy nơi tâm không thọ dụng, lũ giặc dòm ngó làm sao giữ gìn. Nếu tâm hồi hướng cúng dường tôn sư, của kia thù chịu mà lại vứt đi, như bỏ cỏ cây tâm không đắm ái. Hữu tình thấp kém luôn mong cứu độ, lìa nhơ không đắm đời này đời sau, được bảy tuổi giới cứu độ tối thượng. Với người giữ giới sẽ sinh lên trời, trí tuệ rộng lớn có thể cắt đứt tất cả phiền não, các bệnh không cùng vượt qua hiểm ác. Chiếc cầu luân hồi đến bờ chắc thật, biết bàn bờ kia tâm sạch lìa dơ. Đắc vô sinh nhẫn, dù như gánh vác, vật ấy nhẹ nhàng ra khỏi đường dài mà không mệt mỏi. Nếu người gánh vác nghiệp ác nhẹ nhàng, trải qua thế gian mà không chìm đắm. Lại như phi cầm đôi cánh khỏe mạnh bay trên hư không, mau chóng sẽ đến. Nếu người trì giới giữ gìn vững chắc muốn được sinh thiên cũng lại như vậy. Lại có phi cầm tên là Hiện Chân Như, ở núi trắng kia có thể quan sát liền nói kệ tùng: Như hình sắc ta, sát na không trụ, số vua cũng vậy, ngu mê không rõ. Nếu tất cả loài tướng thiện nhiều thứ, khi luân hồi sinh ác sẽ phá hoại. Phá hoại phước ấy một đời cũng thế, cái chết lại đến ý sao khỏi tội. Mãi lo sướng vui, vô tài hắc thần, hủy hoại hữu tình mạnh mẽ không bệnh. An vui xa lìa cái chết gần đến, gần thì tâm mê hoài mạng quần sinh. Tội cứ phá mãi trời người luân chuyển, không hiểu nguồn mê xa lìa an vui. Đọa cõi Diệm La mới biết nghiệp quả, sát na vui sướng mà thân suy yếu. Vui các cảnh trần không hiểu tham đắm, khi sướng vui hết già chết xâm hại. Các căn đối cảnh đắm luyến không thôi, sau đó vô thường tự sinh phiền não. Nếu tuệ không sáng thấy khắp cảnh trần, thọ hành cảnh giới chấp ngã phân biệt. Vui trong giả dối lửa dục luôn sinh, xuất cảnh như gió thổi mạnh lửa dục. Trí hiểu chân như suy nghĩ thành bại, tất cả ngu mê vui đùa không tỉnh. Cảnh giới luôn hành thoát vào lửa dục, trời người hành dục đoại có trời kia. Đức trời đó đủ thật được vui trời, tướng suy hiện ra không hoại sao đến. Sát na không trụ sinh diệt từng niệm, tạm dừng chẳng lâu. Bạn kia như vậy cảnh này vừa gặp, một lòng không hiểu năm đức vua trời, mau lìa hoại khổ. Vua trời để thích rủ bỏ phiền não, tẩy sạch ba chướng hướng về ba bóng. Ba nghiệp rộng không ngộ được tối thượng, tam Phật Bồ Đề tôi xin những tội, không nhiễm tội do tâm giữ làm lành. Là có địa ngục mực tốt, vì ma kia và chúng sinh ấy mà đói kệ tụng: Lòng ôm tham dục che bỏ duyên lành, không liền luân hồi bị quả khổ này. Chẳng nương hành trời mà tạo nhân ác, sau đó vô thường khổ hận làm ác. Giao biến các hình lừa dự đốt thân, dẫu chưa tổn thương năm căn mắc tội. Khổ không thể nhẫn, mắt nhìn sắc đẹp như thật được vui. Nếu biết là khổ nghe tiếng quá vị, lỗi đó cũng vậy, oan gia tạo tội, vì thế lìa bỏ. Bao oan gia kia trói buộc tội nhân, phá người an vui, tham suy hòa hợp xa lìa giới phẩm. Sau đó địa ngục, nếu hành giới luật sau được phước lành, nếu trái giới luật sau bị phiền não. Uống rượu sát sinh, lìa xa vợ người, tà kiến lưỡng thiệt, không giữ hoài nghi. Tình ý buông lung phá hoại hữu tình, sẽ chìm đường ác tham đắm tà hạnh. Mà lại nói ác đời nay đời sau, không được an vui, xa lìa người ác gần gũi bạn lành. Diệt tội căn này, không tâm nghiệp ấy, không được nghiệp quả, không chúng an vui. Gốc rễ và ác, sau nhiều, sau phiền não đốt, nếu lại nói dối, vốn chẳng pháp sư, nói ta hiệu pháp. Sau đó vô thường, bị quả nghiệp ma chuyển bỏ thân người xâm vào đạo ác, vì thế Như Lai nói là vô minh. Tất cả tham dục xuống vui sao hết, không tham biết đủ thân lìa phiền não, bốn sinh vui sướng gọi là sướng vui.
tương ưng giải thoát được vui tối thượng, nếu tham vui sướng như độc hòa nước. Giải thoát sướng vui như sữa hòa nước, lợi dục thiêu hại ngu si không hiểu, là cớ tham ái đồ lượng mà tài lợi mua bán rượu thịt được của vô số. Tâm cho chưa đủ vô thường sát quỷ mau đến dẫn đi, nếu ham dục lạc ưa trụ cảnh giới, chẳng được sướng vui như là đã nói. Pháp dụ hiểu mộng như thành càng thác, như rỗng không thật như bọt trên nước. Giống như thân cây chuối như lửa độc kia, cảnh dục cũng vậy, nếu rõ nhân quả, biết dục tội lỗi không mê chân như, thành tựu trí tuệ suy nghĩ vắng lặng, bỏ tham ái kia không sinh khổ não. Bỏ dục cũng vậy, dục là chủ tội. Giống như thuốc độc ý ấy không đủ, đó là cõi trời, là đọa địa ngục. Giả dối ngu mê phải như sông treo, cũng như điện chớp sức độc thế gian, nữ sắc hơn hết. Tư tưởng dục tăng như lửa cháy mạnh, vì thế người trí đi dục vắng lặng, không trước không sau cũng không khoảng giữa. Như như mà hành tăng trưởng cũng vậy, bị dục khổ kia giống lửa giữa chạm, biết lỗi như vậy, người trí xa lìa đến mau lìa dục sẽ được an vui. Vô số trăm ngàn trời đa do tha, vì được hành dục đọa ngục lửa độc, đủ thứ trị phạt như lửa độc kia, xa lìa xuống chui không tạo nhân dục, như trước địa ngục không thấy không nghe. Nếu người tham dục đoạn tham dục đó, sẽ không khổ não, vì thế không dơ, được ý trong sạch ở khắp mọi nơi, diệt ngọn lửa dục nhập vào tất cả, nghiệp lành cao tột thành ấy không nhiễm. Khi ấy trời Đức Thích quan sát loài phi cầm ở cây trang nghiêm, sắc ví như gỗ vàng, với pháp nhân quả kia thấy đúng là nghiệp lành nên nói kệ tụng. Thấy đúng nghiệp lành như cây lớn kia, sắc vàng tươi đẹp, cái thứ trang nghiêm, người trí đã nói. Như quả báo lành sinh ra nơi nào, hoặc thiện hoặc ác, được thân người rồi đã làm nghiệp lành, được sinh lên trời làm ác cũng vậy. Chiêu xuống địa ngục ý tốt đam mê cũng lại không được, tốt tốt hơn hết. Nên biết quả báo, ý chẳng ái dục, cảnh giới chúng sinh mê say dính mắt. Nếu luôn tham lam, ác ác cùng sinh, nữ là phiền não như lửa thế gian. Nếu sinh lửa này, phiền não như vậy, phiền não người nữ, sinh tâm chúng sinh, phá hoại thế gian diện tất cả pháp, là nhân địa ngục, đại tiên đã nói. Người nữ gian mị, khổ Phật tâm xà, tình ái bất thường, đương ái chốc lát, trái bò cũng vậy, tâm ấy trôi nổi, ví như điện chớp, lừa gạt hữu tình, ân ái dối trá, trời người rong quỷ. Là xác quyến thuộc cảnh giới cũng vậy, người nữ xấu ác giống như rắn độc, chẳng tròn trụng tánh, không nhìn thế lực, thương ghét chẳng thường, tánh như gió lửa, chỉ tìm của cải, không có trước sau, như có hiểm nạn, vứt bỏ xa lìa. Người giàu cũng vậy, họ thì vui thích, nếu lại nghèo hèn, mau chóng lìa bỏ. Ví như đàn ông lang thang tìm hoa, tranh nhau đến hút, nếu cây khô mục, tất cả xa lìa. Không của cũng vậy, người nữ xa lìa, người nữ tối tâm, thả tâm điên cuồng, phá hoại nhân tốt, không biết tốt lành, người nữ trói buộc, như trời buộc vậy. Nếu bị nữ buộc, ác đọa địa ngục, như tham nữ sắc, tham là đệ nhất, nếu có chúng sinh, tôi hiểu nghiệp dục, nhưng do dính mắt, thế nên không hiểu. Người mê không hiểu, lại bị người nữ, nói năng giả dối, lừa người tên mình, tuy thân tuy một chỗ, tâm thì sai khác, còn ngoài hữu tình giống như đáng độc, tìm cách cầu nhiều, nuôi dưỡng hết thảy. Người nữ đức hạnh, điều đó rất hiếm, tự tánh như vậy, không thể đo lường. Người trí không đắm, tâm luôn quyết định. Cũng được đau lời có thiện pháp đường, bây giờ chư thiên đang tụ hội nơi thiện pháp đường đó. Có người tán loạn như vậy, nên nói phi cầm, và những người kia mà nói kệ tụng. Ví như phi cầm thì theo tánh mình, chán vui bất động, mà có hai loại. Một thấy hoa sen thì lại ưa thích, nó thấy rừng hoang, tự mình chán liền. Một thấy rừng hoang ý lại ưa thích, nếu thấy hoa sen ý lại là nghĩ xa lìa. Chúng sinh cũng vậy, như rừng bán lặng, vì hoa ví tham dục, người trí ưa rừng, ý thích nơi đó. Trời người điên đảo là thích hoa sen, như mặt trời mọc có thể hớp lạnh. Cái vui giải thoát cũng là như vậy, trong tham sinh khổ làm sao ăn vui. Người trí chẳng mê đến cầu giải thoát, giờ hết thảy chỗ làm vui cao tột. Trụ rừng bán lặng, hãy khéo quan sát, trụ ý không tham, trời người cao tột. Trụ tham dục này chẳng được lâu dài, nếu hành không tham, vui trong cao tột.
Ở rừng vắng lặng trong hành thứ nhất, dứt tất cả khổ, nhận làm điều ác, giới gạt hữu tình, ý thức núi rừng, nên khéo quán sát, tâm khéo quán sát. Những nơi an vui, tâm hành không tham, vui nơi rừng hoang, người ấy thích rừng. Tâm hoàn toàn thiện, lì dục không tham, được vui vắng lặng. Nếu người phiền não, thấy sợ rừng hoang, tham ái gấp bội, lại từ thiêu đốt. Quay lưng tham ái, trong sạch không dơ, tâm tịnh đời đời thường được an vui. Như giàu có đủ, phước hết, thành không. Tuổi trẻ sức mạnh, già đến xâm hại, tất cả ân ái, ác có biệt ly. Tất cả hữu phi, tam hòa hợp vậy. Pháp thế gian này, bậc chánh giác nói, nếu hiểu ngu mê, xa ái biết độ, vào rừng vắng lặng, được vui cao cột, khoe mình tài giỏi, tự ái nhiều cách, xa lìa rừng thiện, chắc mất lợi lạc. Giữa rừng lặng xét, vắng lặng tương ân, ý thích không tham, đầy đủ tâm lành, về nơi xóm làng thường sinh tán loạn. Nếu nơi núi rừng, lìa mọi tham ái, ý ông mau chóng, chán lìa ngu mê. Rừng vắng cao tột, chỗ ở tương xứng, tâm hành nếu lặng, phiền não chắc lìa. Hành khổ tương ưng, căn lành tăng mạnh, giả sử có người được ngàn đế thích, khi thọ báo hết cũng lại sinh diệt. Thường hành tham dục, tất cả không thấy, vì dục hàng phục mà sinh các khổ. Cái vui ái dục, tạm trong chốc lát, không lâu liền mất, tâm vô oan gia. Hay lìa vui kia, dục ấy không được, quả khổ phiền não đều từ dục sinh. Giải thoát sinh vui, dù ấy chân thật, giới hành thiền thệ, túng nhậm tương ân, lìa dục không tham, được vui vô tận, cái vui năm dục trút xuống sau khổ. Lúc vui cùng ngoài, chìm đắm địa ngục, điều lành không tham, trước sau và giữa. Lìa dơ trong sạch, hưởng vui vô cùng, là mẹ chân thiện, ưa thích ngu mê, làm sao để nó, luôn sinh lỗi lầm. Về sau rất khổ, tạo tội làm gì, chẳng thấy sướng vui, vì thế, vì như thế gian. Các loài hoa độc, màu sắc tươi đẹp, thành đó có độc, nếu người chạm hoa, độc liền hại thân. Ưa thích tờ tội, cũng như độc đó, là như gió thổi. Nếu cầm bó đuốc, những con thiêu thân sẽ chui vào lửa, lửa của dục lạc, thiêu hại cũng vậy. Vì thế độc dục thường phải xa lìa, trời mê đắm dục, tên ác như hư sinh. Người tìm tham ái, ngu si tạo tội, vì thế lửa dục thiêu đốt căn lành, lừa dối trời người, chìm nẻo ác ấy. Nếu chưa hết bạn, mau hồi tâm ý, dễ mọi điều lành, tu để tăng trưởng, các tham loạn hoặc ba loại sân trần, ba độc làm một, lưới tội rất lớn, khởi lên ba hoặc liên tục chẳng tận. Ca múa hát sướng, tai mắt đồng tình, thiên ý như đá, cũng bị lôi kéo. Tất cả cảnh dục che lấp tâm sáng, chiều đắm sông ái, thời không ra khỏi. Sao trời ngu mê không biết lỗi dục, bây giờ cây độc nở ra hoa độc, âm tìm đến tìm hút, độc hại mạng nó, độc của tham dục tổn hại cũng vậy. Còn đọa tam đồ như lửa đốt cây, trời người không hiểu tạo tội lỗi này. Khi hết thọ khổ mới lìa địa ngục, trời người ngu mê không nghĩ điều lành, cảnh giới tội ác không một ai tin, người trí xét nghĩ. Chân như huyễn mộng, người ngu phi mộng là nhân địa ngục, thế nên lìa dục được giải thoát lành, trái bỏ ác hạnh, nhân lành lợi ích. Thực hành lợi ấy, lìa hẳn cả ác. Trời không đen tối, có người trí kia, chắc định thấy đúng, chẳng ưa tán loạn được tất cả phước. Khi Đức Thế Tôn muốn chỉ dạy thiên tử thực hành không tán loạn, nên liền nói kệ tụng. Cung điện trời người, gã vừa tán loạn, mê xa duy đắm, nên đọa luân hồi. Nếu lìa tán loạn, luân hồi cũng thoát. Để tán loạn kia, tức là vô minh. Tự tánh tối tâm, như người không mắt, tự quán lỗi kia, chẳng khác lửa mê. Ngu si sâu động tán loạn cũng vậy, chúng sinh ngu mê thu gom của báo, để nuôi dưỡng mình lại phải tán loạn, rơi xuống nẻo ác. Trời cũng ngu si, yêu đắm nữ sắc, giống mong lìa khổ, ý được sướng vui. Nếu biết mạng mất, bị khổ não lớn, vui của tập dục không lâu liền mất. Tất cả chúng sinh thọ nghiệp có hạn, cường tráng chốc lát liền sẽ già yếu. Nghiệp tốt xấu trói, ai được tự tại, với như lạc vũ dẻo ra người khổ. Nhờ những sợi tơ mới có tác dụng, hữu tình cũng vậy, tạo ra hoặc nghiệp mới bị luân hồi. Nếu lìa tham ái thì không tác dụng.
Hành nghiệp chẳng lâu, người trí không tin, sẽ lìa tất cả phương tiện tán loạn. Nếu lìa tán loạn, chẳng sinh ba cõi. Ví như có người rơi xuống vực sâu, trong đó còn có những người sống sót. Nếu người tán loạn rơi xuống ba cõi, trong đó chưa có người nào ra khỏi. Tất cả hoạt nghiệp tán loạn hơn hết, cả ngày lẫn đêm mãi không an vui. Nếu người thế gian mãi may tán loạn, phá hoại hữu tình và ý xuất thế, phải nên xa lìa. Đức Thế Tôn nói rõ như vậy rồi, trời đế thích nó khởi tâm tôn trọng, trai tòa cụ ra, đạo mặt đảnh lễ, đứng dậy chắp tay nhìn và tha thư, tâm sinh sợ hãi, nói bài kệ tụng. Nếu không tán loạn như cam lồ kia, nếu hành tán loạn thì bị vô thường. Người không tán loạn, trời người hơn hết. Hành nghiệp tán loạn, rễ của luân hồi, hành nghiệp thanh tịnh, gốc của an vui. Thế nên chánh định với khắp mọi nơi, được vui hơn hết. Nếu với dục lạc như sợ cực khổ, độc lớn tán loạn, cùng hoại điều lành. Tán loạn độc mê do người tạo ác, không theo tán loạn hay được an vui. Nếu người trí kia bình đẳng mà nói, có đức không đức tất cả chấp ngã, là rễ khổ vui như Thế Tôn ta già tha thư điển, liều dục trong sạch được nhiều an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kinh Diệu Pháp Thánh Niệm Xứ, quyển 6.